Dạ, em Đồng Thiệp cùng chị Hoàng Dung xin gửi lời chào đến tất cả các quý anh chị đang có mặt trên buổi phát sóng trực tiếp vào buổi chiều của bên xe máy Hoàng Thiên. Dạ vâng, chiều ngày hôm nay thì em và đây Đồng Thiệp lại có những dòng xe mà đang có mặt tại Hoàng Thiên. Anh chị em nào cần và có nhu cầu thôi nhé mọi người nhá. Dạ những vâng. Dòng xe ví dụ như dòng xe Way màu đen sần. Màu đen sần. Hot chưa ạ? Rất là hot luôn ạ. 50cc. Đẹp. Elegant anh em ạ. Quá đẹp. SYM 50cc. Và không thể thiếu được trong suốt những các buổi live. Rồi. Dream Việt hàng máy zin 2012, anh em nào có quan tâm với phân khúc hơn 20 một chút, em nhắc lại hơn 20 một chút máy zin. Đấy. Và những chiếc SH bản đắt nhất 2022 đèn LED, anh em có nhu cầu. Vâng, thì hãy đợi và đón xem. Rồi, những dòng xe lít anh em nhá, xe lít bản 125. Cuối cùng của cái dòng lít đời chung, cái form lít nhỏ gọn nhưng động cơ vẫn 125 khỏe khoắn cho các chị em đi và sử dụng. Những bản SH nhập cà phê hàng 150 đời 2008. Đấy, bác nào đang cần có thể đợi và đón xem những SH nhập cà phê. Đặc biệt là có một chiếc Way hôm nay một anh ở Hà Nam lên để lại cho bên Hoàng Tiên. Hàng là biển Hà Nội, hàng máy zin Việt Way 100 biển 4 số, máy zin, đồ đều, xe đẹp cứng. Tất nhiên là giá cả vẫn đang trong quá trình hai anh em vẫn đang cân đối và đấu giá, chính xác là đang còn thi đấu các bạn ạ. Đang thi đấu lệch nhau đâu đó 500 nữa, anh em chú ý đón xem nhá. Em trả được 8,5 rồi các bác ạ. Hàng Way 100 đẹp, biển Hà Nội. Rồi, mời các bác đến với đầu tiên, một chiếc Dream Việt Nam. Rồi. Hàng máy zin, mong các bác đang có mặt ở đây chia sẻ sớm cho em để chiếc Dream Việt máy zin này có thể được các bác, các anh, các chị đang tìm có thể đối đến được, chọn được nhanh nhất. Rồi, anh chào tất cả anh chị em đang xem livestream. Anh em nào mới vào cho em xin chút chia sẻ mọi người nhá. Anh em nào bên top thì có thể cho em quả tim cho nó rực rỡ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Những cái dòng xe mà đây Dream Việt Nam vẫn là hot đúng không ạ? Rồi, quá hot lần luôn. Nào lên đầu like cũng phải làm quan rực rỡ đi, nó vẫn đều, nó vẫn sáng, nó vẫn đẹp, chân lan đồ đạc tuy nó cũng có những cái nét mới lâu năm rồi, nét mới nhưng nó lâu rồi, nó xuống màu đều ạ. Đây, những cái trục này còn nguyên bản này, còn những cái này là mới này, cái này là tỉa này, nó xuống màu rồi nên nhìn nó sáng, nó đều đẹp. Cái đầu vò cái máy, các bác nhìn cái đầu vò cái máy nguyên zin đúng không ạ? Đấy, zin Việt nguyên zin. Rồi ra máy cũng có một chút năm tháng rồi, để chân là mới vào, chân trống này thì mới thay, nhưng đây là cái phần nguyên bản này các bác nhìn này. Hộp xích, báng càng, trục sau, ốc trục đều còn nguyên bản hết. Rồi. Chân nan Meyer sau còn, đây cái hộp xích còn nguyên tán này, và cái lườn nhá, zin thì anh em lưu ý cái lườn này. Đấy, các cái tán lườn này còn nguyên này. Đấy, tem này, xịn, tem xịn này. Đời 2012. Vâng, anh em mình Tuyên Quang có ai ở đây không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, Tuyên Quang anh em ơi, 22S1 cho em. 07565 cho em mọi người nhá. Tuyên Quang. Đấy, trục giật này. Nan sau thì cũng được vào nhá, bộ nan trước nan sau chủ vào hàng xịn oxy hết nên là ngon. Các cái okay, còn ngon nguyên bản, tem xịn này. Các bác nhìn này. Ok. Đấy. Đây, okay. Có một anh Tây nhá, các bác nước ngoài vẫn đang ủng hộ Hoàng Thiên rất nhiều. Đấy, hai bác đến bán. Rồi, không sao. Em sẽ tả chiếc Dream thì sẽ tí nữa giao dịch chiếc xe okay, của khách nước ngoài đi bác. Có đấy ạ. Máy zin các bác ơi, hàng máy zin. Đấy, rồi. Có dọn có vào một chút đồ thì em đã tả rất kỹ rồi. Nắp bình xăng đây các bác xem cả cái nắp bình xăng để thấy. Đấy, rất đẹp. Là nhiều anh em đang Tuyên Quang đấy ạ. Tài này. Đấy. Nhiều bác mà thấy những cái xe biển 26 hay là 22 biển cao ấy thì có vẻ là còn thích nữa cơ, tại vì riêng cái đồ nhũ của các cái rồi, xe ở miền cao lại được đẹp, lại được chất. 22. Rồi, 22 nhưng mà chưa đến 22 triệu. Các bác nghe thấy được không? Dream Việt Nam, máy zin, đầu máy 1 năm 2012, 21.500.000. Em cũng bất ngờ với cái giá zin này. Chứng tỏ bên em nhập dưới 20. Cho em dưới 20 triệu. Đấy. Rồi, quay cả đuôi nhá. Anh em đang nói là 22 là anh em đúng biển. Thì em bảo là chưa đến 22 triệu. Đấy, biển 22 nhưng chưa đến 22 triệu. Rồi, quay một lần nữa một cái gầm. Cái gầm cái lườn cho anh em để anh em ngắm. Lườn là đẹp rồi. Lườn này này đạt tiêu chuẩn quốc gia rồi, thi đấu rồi. Anh em nhìn mà. Rồi, đuôi là cũng có nốt rồi. Thôi thẳng thắn thừa nhận là đuôi có lỗi rồi. Đấy. Mày quay cái mặt gì, mày quay kiểu gì đây? Đưa anh ấy cầm không phải tự cầm. Cháu quay đây cho cô. Đây. Đấy, cái tay phải quay tay bên kia chứ. Đây, hai bên, được chưa? Tay bên kia cầm thì nó sẽ không bị nghiêng. Con cầm thẳng lên chứ. Cầm được, thẳng lên nhựa chứ. Đẹp, nhũ được, đúng không ạ? Gầm thì thôi, gọi là thủng rồi. Đấy, bô thì vào C100 thì oxy thì cũng được, không phải 2543 nhưng bô này thì thôi, không ra, rất là ngon. Ra máy thì 5 tháng rồi, nắp côn thì có lên. Hai luôn anh em ạ.
đuôi mọt hay là đuôi không mọt là bên em cũng quá công khai luôn. Đấy. Vâng, có rút hồ sơ bên em rút thoải mái cho anh em mọi người nhá. Rút thoải mái hồ sơ 21 triệu 500 của anh em nào quan tâm ạ. Đấy, đúng Việt Nam tỉnh. Rút hồ sơ thoải mái nhá mọi người nhá. Được cái là con này máy zin đúng không? Máy zin. Tâm vâng. Tiền nó cũng hợp lý, các bác nhìn những cái chung khu nhũ này, đây là một này. Đây đúng không ạ? Cái này là hai này. Đấy, cái vị trí nhìn để nét đẹp của xe này, đây là phần này là hai. Và cái vâng, phần này anh Bùi Quỳnh ơi, 21 triệu. 21 triệu 500. 500.000 anh nhá. Uy tín nhỉ. Mày ơi, càng ốc được không ạ? Đấy, giá hợp lý rồi, 21 triệu 500, có nghĩa bên em nhập của dưới 20 rồi. Để tìm được chiếc Jim thế này thì cũng nghĩ là cũng quá là hợp lý cho các bác cân đối rồi. Đấy. Anh em chia sẻ giúp em mạnh hơn đi ạ, để chiếc Jim Việt Nam có thể được anh em nào đang quan tâm với cái giá là 21 triệu 500 chốt được. Của em chị nhá. Dạ, vâng. Ông anh giao dịch với em còn quay luôn. Ok. Làm việc trực tiếp với chủ con quay trước, mua bán xong anh em mình đổ. Đấy. Giá đây với em giao lưu. Em dắt luôn đây cho anh. Bán cho em bao nhiêu? Đó các bạn quay quay. Dắt luôn ở đây để cho anh giao lưu cho nhanh. Đưa lên làm gì? Bêu mặt. Bêu anh. Có em là buôn có gì đâu. Rồi. Cứ thoải mái đi. Em xin phép. Máy ngon này, máy nhỏ nhá. Rồi, em trả cho. Rồi. Không có gì đâu, chết gì bình thường. Đây, anh xuống thì giao lưu với em tí, anh em mình cùng đồng hương cả, người Hà Nam mình đi đâu mà. Đấy. Rồi. Gửi lời chào ông anh và mời anh chào các anh em đang có mặt trên buổi phát sóng. Rồi chào tất cả mọi người nhé. Đấy, nhiều lắm đấy. Vâng. Nên bán mua xe của Hoàng Kiên lại bán cho Hoàng Kiên. Anh tên là anh gì, anh ở đâu? Tôi là Mai Văn Duẩn ở hợp Lý Lý Nhân Hà Nam. Đấy, Hà Nam anh em ạ, toàn người xin Hà Nam. Xin chào tất cả mọi người. Đấy. Giám đốc em và em và chị Dung đều Hà Nam hết. Rồi, anh Duẩn hôm nay có một Way 100 đúng không ạ? Hồi trước thì anh mua bên em chắc là cũng lâu lâu rồi. Mua tháng 6 năm 2022. À. Mua 2 năm, hơn 2 năm rồi. Đi đúng thế nào? Rồi. Anh đi hơn 2 năm thế nào? Đi còn mới ra, bây giờ còn lắp thêm vào mới ra. Là đồ bây vào, giờ mua rồi là em biết là anh có là đồ chỉ vào. Đi thôi. Đồ vào anh ấy có vào đồ xịn, đồ ngon, nhưng mà em đang hỏi là hoài cái đồ đấy. Thì cái chất lượng xe và cái khung sườn xe chất rồi, xe nó nguyên bản máy mà. Móc thì anh đã dỡ ra xe nguyên bản không động cái gì hết, có làm khói làm kiếc gì không biết gì đấy, đấy, khôn kiếc thì phải thay không làm gì máy, không làm gì có nhỉ, hai năm mỗi thay dầu thôi à, thay dầu rồi. Thế còn hiện trạng bên ngoài thì anh thay những cái gì thì anh nói luôn nè anh em, mình để anh em khách đỡ phải làm đây, em cũng muốn làm sao được nó thực tế. Một một vành đằng trước này rồi, nan hoa vẫn giữ này rồi, đôi lốp rồi, mới này dạ vâng đấy. Bô mới này rồi, mới thêm cái cánh yếm này nữa rồi, đã kiểm tra tất cả các đồ anh ấy thay, đồ ở chợ hay không đồ à, chợ nào à, đồ hãng hết đây thì thôi, đồ hãng em kiểm tra rồi, chia sẻ thật sự là đều đồ chính hãng, như kiểu đây các anh em có thể xem nó rất là thực tế thôi. Quả vành này các bác nhìn này, vành này đây, vành đây sau đây đây, đây. Gosi này, các bác nhìn quả Gosi này, chuẩn là Gosi G, giờ sang Gosi G có nghĩa Gosi đời sau đấy, nếu bác thay yếm cũng thế, hàng Honda xịn rồi. Anh Duẩn thay xong rồi là bây giờ còn cái gì cần phải thay nữa không, để em biết em về em thay nốt cho. Nếu xe này thì giờ chỉ phải đi thôi, không chỉ còn đi thôi. Đấy, không phải làm gì luôn, phanh phiếc các thứ, còi đèn xi nhan ngon lành hết, thiếu mỗi đổ xăng, thiếu mỗi đổ xăng đổ hết xăng có chạy không, hết xăng thì chạy cũng chả xe nào chạy được hết xăng không chạy được đúng không anh? Rồi ok anh. Đấy, cũng là anh Duẩn còn liên hệ trực tiếp với giám đốc sếp Hoàng Kiên cơ, thì giám đốc có bảo là thôi anh em cũng là khách quen cửa hàng để xem thì đỡ lại, để làm sao để anh ấy còn đổi xe và giao lưu tiếp với các anh em phía sau. Thì về này mới thay được hơn tháng này. Vâng, lốp trước lốp sau mới. Đồ lốp đạt thay được mới Honda chính hãng hết. Những cái bô Honda Gosi vào, NF vào em kiểm tra rồi. Đây tập trung quay cái đầu bò cho các khách hàng xem. Để chưa đi được đến chung kết cơ mà, nó vẫn còn một khúc nữa. Chốt thế nào đấy, thì anh? Okay. Anh để cho em ở dưới trên này là bao nhiêu? Vậy ơi đây. Thì nãy chỗ chú Kiên chú bảo là 8 triệu rưỡi rồi thì rồi. Thôi cứ thế là chốt thôi, tôi thì chả. Đấy. Sau một thời gian gọi là hai anh em cũng giao lưu, cũng đã gọi là thì thầm mùa xuân. Anh ấy đã đi thì em trả 8, nhưng mà bác ấy cũng là liên hệ trực tiếp với sếp. Thì sếp ấy báo là thôi người quen và cũng hỗ trợ làm sao nó tối đa nhất. Vì anh ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Thì hai anh em đến chung kết là 8 triệu rưỡi. Rồi. Okay. Ok, chốt với anh Duẩn là 8 triệu rưỡi nhá. Em cũng không bớt nữa thì thôi để làm sao nó hợp lý nhất cả hai bên. Đấy. Tốt, xe tốt, em mua rồi. Quá tốt thì quá xe tốt. Này cứ okay. Em đi thôi. Cảm ơn anh nhá. Anh chào anh em trên này để em mọi người đang xem đường like của Hoàng Kiên nhá. Dạ vâng. Dạ vâng, anh Duẩn người hợp lý Lý Nhân Hà Nam. Đấy. Anh mấy năm rồi đúng không? Thực tế tôi không đi. Lính của tôi đi. À lính của anh đi.
Anh công tác ở công tác thì đoàn lính đi sơ đất thôi chứ công tác cái gì. Quay A100. Vâng, bác nào có đang quan tâm đang tìm hiểu cái tầm quay A phân khúc giá hợp lý. Phải chia sẻ là hợp lý nhá. Chứ còn rẻ thì cũng khó các bác ở đây. Bác ấy cũng chia sẻ thật. Bác ấy mua ngày đấy là 11.400.000 này. Tháng 6 2022 này, 11.800.000 này. Tháng 6 2022 hôm nay em nhập lại là 8.500.000. Đấy. Người thật, anh Duẩn đây, số điện thoại của anh ở đây, người thật việc thật các bác nhá. Ok, anh vào trong nhà xong rồi làm giấy tờ nhận tiền. 2 năm lỗ 3 triệu. Hợp lý nhỉ, anh em. Quá hợp lý luôn đúng không? Cái dòng xe. Còn cái việc bác ấy có thay đồ tốt, đồ chất thì thôi các bác ngồi sau lại hưởng lợi thôi. Chứ còn em Hoàng Kiên thì cũng vâng, các bác rồi. Chị em Hoàng Kiên thì cũng chả thay cái gì hoặc lấy cái gì ra đâu. Tất cả đều lại phục vụ cho những anh em sau đang có nhu cầu, đang có cần đến. 8 triệu rưỡi rồi, cộng cho anh em mình trên like 2 triệu. Đấy, cũng gọi là hợp lý. Ok, anh cứ vào trong nhà xong anh lại lấy đồ. Còn lấy đồ trong này nữa, anh viết cho em cái giấy. Đức đưa anh vào trong nhà để cái là đồ là con này nó cũng cứng cáp. Đúng không anh nhỉ? Máy móc. Lúc mua thì tôi cũng chỉ lúc mua tôi chỉ thấy livestream mà tôi bỏ ship về trong xe không có xe đâu. Dạ, dạ. Hôm nay lại livestream lại anh em nào lại được là làm việc luôn. 8 triệu rưỡi cộng 2 triệu. Máy nguyên nhá. Nó là sự thật. Xe nó thật chứ. Anh vào trong nhà nhá. Đấy, cái đời 2 liệu. Rồi anh em nào mà chốt thì IP trực tiếp nhá, gọi điện trực tiếp cho em đi. Thực ra những cái dòng xe này không nhiều đâu. Đấy. Vành Roti thì đũa nan nó còn đẹp thế này mà mai 2011 rồi, tem này 2011. Đấy, đẹp. 2011 rồi, tem này 2011. Bô này cũng là 2011. Biển 4 số. Zin thì các bác nhìn yếm đồ. Biển 30N6 anh em nhá, 5142. Này mà sang chiếc đời Zin hôm nay có phải là hai anh em lại mừng rỡ rực rỡ không? Rồi. Em nó là quay nhưng mà là máy đời Zin đấy các bác. Máy 100 này là máy đời Dream luôn. Máy anh em nghe tiếng máy phê không? 2011 nha anh em nhá, bản tem đỏ, tem dài là tem đỏ là 2011. Đấy, anh chị em cần quan tâm thôi. 10.500.000 bên em bán ra cho anh em, hiện tại xe mới về tại cửa hàng, chưa dọn, chưa rửa, chưa làm gì cả. Đấy, nhưng cái được cái đồ rất là cứng cáp. Máy nghe thì phê rồi. Quay đợi đầu bò gì chưa? Quá ngon. Tiếp tục bên này một vòng nữa nhá, để bác xong rồi đến đầu bò các bác nhìn lại các cái chân nan vành sau vẫn còn, đúng không ạ? Các cái mai ơ này, các cái thụt. Vâng, tất cả anh đang bảo tất cả còn nguyên vẹn đấy ạ. Máy vẫn đang chân thì vẫn còn. Nói chung là xe cứng, xe chất để dành cho những bác nào có đam mê nhưng mà quay 100. Nó đanh. Rồi. Vâng, 2 năm mà anh em 2 năm ngày xưa mua bản thân là một chiếc xe cứng. Còn rồi, những đồ em nhắc lại, những đồ anh Duẩn vào đều là đồ tốt, đồ xịn chính hãng. Em đã check và test nên là các bác yên tâm sử dụng, trải nghiệm thoải mái. 10.500.000 em bán ra. Rất đấy, anh em nào quan tâm rất mỏng rồi. Anh làm cho em con 2011 nhá. Mọi người nhá. Đây, có đúng nhiều. Đời đúng biển đấy ạ. Biển 4 số là đời, cái này là cuối năm đấy. 2010 thì nó lên là biển 5 số, nó là vẫn là đời 20 tháng 11 hoặc tháng 12. 2010 nó lên biển 5 số. Trần Văn Doan lên 5 số rồi. 9 rưỡi rồi 10 anh Lê Văn Thống 10. 10 chốt luôn. Cố lên các anh ơi. Vâng, còn có mấy nữa đâu? Em 500 còn có nữa thôi. 2 triệu thôi mà anh em. Nhà em trực tiếp chi phí hơi căng. Đấy, vâng, các bác cố gắng làm sao anh em mình đến với nhau nó là hợp lý. Em mua cũng phải giữ cách anh ấy bán lại mà đúng chỗ, không? Chỗ phim đi giữa trời rực rỡ thế nhỉ. Anh ơi anh quay hộ em, anh em cameraman quay hộ em đi giữa trời rực rỡ đấy, Hoàng Kiên đấy ạ. Anh em đoàn làm phim mượn địa điểm bên em anh em nhé. Anh Hùng Lê Văn địa điểm lấy bên em để ok để anh lấy anh liên hệ anh Nguyễn Siên có basic bảo có basic đưa xuống rồi em nhớ còn basic đấy xem đủ ngày thì đưa xuống rồi đẹp vâng anh tưởng lưu đẹp quan tâm con xe đấy rất là quay con quay đấy rất là ok đấy ổn đấy tại vì là dòng xe 100 máy màu còn đen. Cái màu đen nó còn rất là giá trị các bác nhé. Màu đỏ thì lại bình thường nhưng riêng anh màu đen La Văn Thống để lại số điện thoại chốt 10 triệu thôi cố lên anh. Anh em mình sắp gặp được nhau. Đúng rồi. 500.000 nữa thôi mình gặp được nhau anh ạ. Cố lên anh nếu mà anh 10 thì có nghĩa em lại mua 8 mà em trả 8 thì đúng chia sẻ với các bác là anh Duẩn anh ấy về. Anh ấy về thật sự và sau 10 đấy là anh liên hệ với sếp là đấy. Em mới lên được mấy trăm thì thôi cố để anh em sau có xe dùng và em thì cũng có những cái sản phẩm để vừa là giữ khách vừa là có sản phẩm để bán cho anh em mới. Rồi anh Lê Văn Hùng anh lấy. Anh ơi anh rồi. Nếu anh lấy thì anh liên hệ trực tiếp số hotline bên em nhanh nhá. Quan trọng là anh nào mà lấy anh nào mà ưng mình cảm thấy họ ok hợp. Vì bản thân xe đấy anh em chở hàng cũng được. Đi Grab xe ôm đều được. Nó tiện, cái máy 100 nó thuận tiện lắm. Nó thích. Anh vâng, nhá. Mà con đấy được cái máy còn zin nữa vâng. Chứ. Không phải làm gì nhiều các bác ạ, mộc mạc biển Hà Nội đi luôn. Rồi, anh em quan tâm đến quay thì liên hệ số sớm nhá. Còn những bác đang cần xe 50 cho học sinh đi học, em có một cái mẫu cực mới và cực đẹp. Không, anh em gọi chị lên TV.
trông giống như bà bán xe đúng không ạ? Là bà bán xe không anh em? Em thì chị trẻ hơn nhiều, bà em kia thì không lên bán xe. Em không lên bán xe, không lên bán xe ở đấy. Không lên em lên bán xe ở đây. VTV là dẫn chương trình là cái gì nhỉ? Chuyên nghiệp, với lại là người ta có mình nghiệp vụ, người ta có gì có kiến thức. Em mới thiệp lên đây gọi là chưa có bằng diễn xuất, chưa có tốt nghiệp bên sân khấu điện ảnh nào cả. Nguyễn Trung cố lên, Nguyễn Trung ơi, 10 triệu không bán được. Cố lên 10 triệu 500, vâng. Anh em để cho anh nhá. Em cố lên ạ. Rồi, con lấy bao nhiêu tiền? Con này á? Con này hợp lý thôi. Đây các bạn, quay vừa rồi nó chỉ là hàng mộc, hàng rắn thôi. Nhưng con này nó phải là đẹp là chất, toàn bộ là dị nét. Không khác gì một chiếc xe mới các bác ạ. Ăn xăng thì 1,53, cái này gọi là đúng là ngửi hơi xăng luôn. Okay, hít hà hơi, hít ngửi phát là chạy Bắc luôn. Bắc Ninh có anh đi không cần thì là, bác không cần đổ xăng, cái này chỉ cho vài giọt vào ngửi hơi đổ ga là chạy. Lốp còn nguyên bản mà dâu các bác nhìn từng cái làn dâu này. Được chưa? Lốp nó còn dày này. Sơn thì nguyên bản, đẹp quá nhờ. Bác nào đang có con em đi học thì đừng bỏ qua sản phẩm này nhá. Chốt nhanh giúp em. Hàng của SYM, một trong những thương hiệu có tiếng về dòng xe 50cc phổ thông rồi. Văn Thống ơi. Zin hết luôn các bác, zin hết này, của zin mà đẹp luôn. Để chân này, cao su này, nguyên bản, tem zin này các bác nhìn này, xứng đáng không ạ? Hộp xích này, đồ này, chân nan vạch, ôi nó sáng quắc. Ôi gọi là xe lướt mới rồi. Anh em nào cần xe lướt mới thì đây. Đúng rồi anh Nguyễn Việt Dũng ơi. Biển còn đẹp. Có tay sách này là chắc chắn tay sách lên, nhưng mà đây là phải đặt mới được. Nó dài hơn, có thể để đồ treo đồ được theo ý mình. Quả lốp sau các bác nhìn. Rồi biển số xe anh em nhá, 29AB22885, biển cũng tương đối đẹp đấy, đúng không ạ? Cụt đồ, được. Đồ này, để chân này, tất cả nguyên đai nguyên kiện, chính xác là nguyên đai nguyên kiện. Hàng chạy chuẩn có 4.000 km. Tầm vừa mới hết lốt đà, lướt mới. Rồi, 50cc dành cho các bé đi học, các cô, các chị, các anh, các chú, các bác mà không có bằng. Đấy, 4.000 km anh em nhá, nó là Elegant 50cc của hãng SYM. Dòng này bền lắm. Thứ nhất là nó bền, nó không bị hỏng vặt nhiều. Đấy. Nó lành, tiết xăng. Và đồ nó rất phổ thông. Các bác nghĩ đồ của dòng này hiếm là sai. Đồ nó có hãng SYM bây giờ bán đồ rất chạy, không thiếu một cái gì cả. Gương đồ tất cả đều là hàng của SYM. Đẹp lắm ạ. Đấy. Anh em nhìn này. Ui giời, mới quá nhỉ. Báo giá luôn cho anh em ơi. Ok, 13.500.000. Đấy, bác nào quan tâm thì nó phải là chọn những hàng lướt của lướt. Ừ, bản này thì bây giờ không còn nhiều ở thị trường xe cũ nữa rồi. 4.700 cây anh em mình. Thôi nó cũng là mười mấy triệu là đúng rồi. Vâng. Anh em có những con xe có 7-8 triệu, 9 triệu có, 10 triệu dưới 10 triệu có. Những hàng này là hàng xuất sắc anh em nhé. 4.700 cây. Anh em nào mà mua những dòng xe này bền lắm, để mà hỏng được thì chắc cũng phải 5-7-10 năm nữa. Anh đi xong lại đưa không cho em gì. Chị đi hết khóa lại đưa lại cho em. Hoàn toàn hợp lý. Đây là rồi, các bác nên tính toán sử dụng những 150. Các chiếc này. Em có ra. Vâng, 13.500.000. Zin từ gương nhé bác nhé. Được anh Phan Thanh Phùng ơi. Đồ đạc, ốc trục, càng vành, nguyên bản tất. Lốp thì các bác chia sẻ thôi thì cứ xác định là 3 năm chắc chả phải thay. Đếm kiểm tra nhá. Đồ nguyên bản hết luôn. Pha nhỉ, các bác nhìn cả cái pha, cái tem này còn zin đẹp thế. Chưa ngày chủ giữ. Bình thường xe 50 này giữ không được đâu. Em thấy các cháu đi là cái độ xước hay là độ hỏng hóc là rất cao đấy. Vỡ, xước vỡ thôi. Rất cao trước này. Vâng, anh có anh em nào hỏi Liberty 10747 em bán rồi ạ. Vâng. Anh Thanh Phụng rút hồ sơ nữa thì bao nhiêu rồi, cái xe 10 triệu 500 rút làm gì nữa. Thật anh em. Rồi, có một anh đã đặt cọc chiếc quay vừa rồi rồi. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh một rất anh, là nhiều. Anh Lê Văn Hùng này, hay Lê Văn Hưng gì đấy. Em thấy bác ấy đã đặt cọc đây. Lê Văn Hùng, anh Lê Văn Hưng này. Chúc mừng anh nhá, like chắc chắn anh ship xe. Đang xem anh like. Đặt cọc đây rồi. Đấy các bác nhá, bác nào đang có nhu cầu thích những xe nào hay như dòng này thì cũng chủ động liên hệ với các cái số các bạn hotline sẽ sắp xếp theo thứ tự, bác nào báo trước thì em giữ xe cho bác ấy được quyền đặt cọc trước. Nó như thế cho anh em nó gọi là một sân chơi chung đúng không ạ? Cái nhiều con... bác cũng xin số điện thoại bảo là số tài khoản ấy để chuyển khoản luôn, nhưng mà lại không gọi là không xếp nốt, thành ra là các bác khác lại cọc trước rồi, thành ra là cứ phải đợi mãi lại không đến lượt lâu. Nên là vâng, bác cố gắng cứ liên hệ. Đấy, xong các bạn online sẽ báo thứ tự lần lượt các bác nhé. Vâng, tại vì những cái dòng xe đấy, ví dụ như con quay lúc nãy anh em không có nhiều đâu ạ. Vâng. Nhiều là những cái con xe tầm xe thôi, để còn xe nó được cứng cáp và giá thành nó như vậy thì em cũng nghĩ không nhiều. Đấy, anh em nào đang lăn tăn 500.000 thì bị anh em anh khác. Nguyễn Tuyền Tây nó mua SYM rồi. Anh ơi, nếu anh nói SYM 13 năm thì đúng ít người mua, nhưng anh phải nói thêm cho em mà SYM hàng 50cc, hàng đấy mới giá trị. Những chiếc như Elite em sẵn sàng đẹp mới mua sấp xỉ 20 vì mới nó đắt. Hàng này phải 50cc nó mới là thế mạnh. Đấy, bác nào phải dùng những sản phẩm 50cc thì mới thấy cái giá trị của những chiếc của SYM rất chất ạ. Rồi, 13.500.000 anh em nhá. Bản có hơn 4.000 cây thôi.
Rồi tiếp theo nhập khẩu đây, lại màu cà phê nhập khẩu dành cho anh em nào gọi là thích nhập khẩu cà phê 150 nguyên chiếc, gọi là nhập khẩu nguyên chiếc của Ý, những sản phẩm đã được người Ý người ta rút ra kinh nghiệm sản xuất, người ta đúc kết ra để dây chuyền sản xuất, thì các bác biết hàng Honda hay là hàng Việt Nam không chắc so sánh được. Nhưng mà thôi, đây các bác thấy đẹp không? Tất cả những cái made in Italia, phần trong khung càng này các bác nhìn nó xúc đúc nổi luôn đúng không ạ? Đấy, càng đóng tuần đóng càng hay là tất cả còn liền lạc hết, vành cũng là nguyên bản, đuối màu một tí thôi. Đấy, các cái khít này, riêng hàng Honda các bác xem cái hàng khít này, hàng nhập khẩu với độ 1996 em ạ. Tất cả các cái chi tiết này này. Anh em cần giúp nó chia sẻ nhá. Rồi. Đấy, đẹp đấy. Các bác nhìn những cái để chân còn zin, tem BGM, hàng phun xăng điện tử, tem nguyên bản, đang dán ni lông cả xe luôn. Đấy, ra máy này nó vẫn còn zin bản, bưởng láp đẹp, vành vẫn còn. Tuy nó hơi xuống màu một chút nhưng nó là nguyên bản. Đấy. Yeah. Đấy, anh em nhìn những chiếc SH màu cà phê 150, biển số 29D247912. Đấy, dành cho anh em là thích SH nhập. Thôi, 45 triệu. Vâng, nó là rất yêu thương các bác ạ. Bản máy 150 với những cái đồ nhựa hay là những cái đồ nhũ em vừa tả, nó còn được đến thế. 45 triệu. Các bác biết ngày xưa để sản sử dụng, gọi là để mua được những chiếc này, sử dụng được những chiếc này ở lúc đấy thì giá không rẻ một chút nào, đúng không ạ? Nhập khẩu 150 208, câu chuyện ngày đấy toàn trăm mấy mà lại trăm mấy có giá trị. Anh bây Tiến, giờ các bác 45 ơi, triệu. Những bác nào ngày xưa có thích mà chưa lấy được, bây giờ chơi vẫn ok vì cái chất lượng máy của những chiếc nhập khẩu vẫn rất sướng. Máy nó bốc, nó thốc, khung sườn nó chắc, nó chất. Đây là cái rất hay của những dòng nhập khẩu mà gần như là cái bộ côn nó thoát máy mà hàng Việt Nam hay hàng Nhật Bản không lại được. Đấy. Bác nào trải nghiệm rồi có thể cho em ý kiến. Kể cả là SH nhập khẩu máy ra nhé mọi người. Vâng. Máy vẫn là ok. Chất. Đấy, anh em nghe tiếng máy của em này. Máy ra rồi nhưng mà anh em vẫn là chất và chắc. Đúng rồi. Đấy, đúng không? 45 triệu à? 45 triệu. Dạ vâng. 45 triệu đồng anh em nhé, nhập khẩu 150 cho em. Rồi, anh em đang hỏi là bà cô bán xe đâu rồi? Bà cô đốt ví hết đâu rồi? Hoàng Kiên vừa lên phim Pu bà trải à, vâng. Đây ạ. À. Ok anh Huy Hoàng, đây là anh em mượn điểm diễn viên VTV, mượn điểm bên em để chưa. Diễn nhá mọi người nhá, này mượn điểm mượn sân để diễn đấy ạ. Thế còn là cô đấy là cô diễn viên, cô ấy không ở đây để đốt vía đâu. Vâng. Nên anh em lại nhầm, cứ nhầm tưởng, thành ra nhiều người còn nhầm tưởng em bán hàng như thế đấy, có chết không. Vâng. Chị Dung bán hiền hòa hơn nhiều, dễ tính hơn nhiều. Anh em xem live suốt là thấy lạ đúng gì rồi. Đúng không ạ? Anh em nhìn thấy em bán hàng thì hơi bị ok đấy. À. Tại vì là bản thân em hay cười lắm. À, thì diễn xuất thôi các bác ạ. Chứ còn nhân viên bên Hoàng Kiên mà bán thế thì đắt cũng một được. Nốt nhạc là treo giấy phép bán hàng ngay, cho nghỉ luôn, hết nước bán hàng ngay. Đúng không ạ? Tất cả anh em vừa xong cái phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Vâng. Đấy, phim đấy là bản phim có... nhờ cửa hàng bên em, nhờ thôi, đúng không rồi. Phải là gì cả, nhờ cửa hàng bên em để diễn cái cảnh anh ở trên trên núi xuống phố để mua chiếc xe chở người yêu đi chơi đúng không? Đúng đấy. Rồi. Tóm lại là thôi kệ, không sao cả, anh em có quảng bá cho Hoàng Kiên, mọi người biết đến Hoàng Kiên là rất là ok rồi, rất là cảm ơn tất cả anh chị em rồi. Vâng. Winner V3 đen nhiều vậy shop. Hay quá nhỉ. Ừ. Winner V3. Có trả góp anh em nhé. V3 thì anh em dao động tầm khoảng 26 triệu là em có chiếc biển tỉnh, 29 triệu trên dưới 30 rồi ạ. Đúng rồi. Vâng, trên dưới 30. 29 là có biển Hà Nội rồi. Anh Tuệ Phạm xem quay đẹp đi nói à. Hay. Vâng, em cảm ơn anh chị Dung nói hay. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em đang khen chị Dung đúng không ạ? Ừ. Anh Hạnh Q. Anh mua xe gì đấy ạ? À? Rồi, thêm tại Văn Vũ Văn câu lạc bộ người yêu thích xe cũ. Vâng, em có đây. Tại vì là nhiều khi là em không đủ sức khỏe để em ra bán hàng thôi. Nên bình thường là em cũng rất là thích bán hàng, thích giao lưu với tất cả anh chị em. Nhưng mà sức khỏe mỗi ngày lên 2K này thì thời gian mõm lại phải để im lặng để dành cho buổi live sau. Nhưng nhiều khi anh em mõm lại lên đưa nhiều quá nó không có tiếng anh em ạ. Đấy, ok anh. Rất nhiều các bác vẫn đang ủng hộ. Rồi, anh em đến với một sản phẩm tiếp theo được không ạ? Sản phẩm em nghĩ cũng rất hot vì với một cái dáng gọi là thể thao. Bản Winner hay dùng rồi, từ Winner V2. Đây là Nvic V2, sorry, một mẫu Nvic V2, mẫu Nvic mới nhất nhỉ. Đến bây giờ hàng có ABS.
nó sẽ nâng cao cái thiết kế. Các bác có thể để ý cái thiết kế nó dày dặn và nó đầy đặn hơn. Đấy. Mẫu VVA hay gọi là NXVVA. Hơn cả chó. Hàng các bác nhìn từ lốp vẫn còn nguyên bản, lốp zin càng họ chỉ dán cái tem này thôi còn nguyên bản, chưa có sơn, ốc trục vẫn rất đẹp, tất cả các ốc của Yamaha. Các bác nhìn cái ốc lục này đẹp không? Đấy nó ốc nguyên bản. Cho quả ốc bốn cạnh vào là thấy rẻ tiền ngay. Khoa nó zin đét luôn. Cái tem TVA VVA của nhà máy này. Cảm toàn bộ đây được dán ni lông bảo vệ này. Ăn xăng nha các bác nhé, động cơ 155, hàng okay. Có ABS, nhiều bác bảo tốn xăng nhưng các bác nhìn nó ghi có 2,19 lít, có nghĩa là rất ít. Đấy, cái để chân này các bác nhìn này, nó đẹp từ cái bên ngoài cho đến bên trong này đúng không ạ, rất đẹp và đều. Dán một cái lớp bảo vệ inox, toàn bộ bầu lọc gió và da máy, thụt ti dầu đúng không ạ. Vừa mới lốp về, đúng không, lốp trước, lốp sau, còn nguyên bản hết. Thì ra nếu em mà biết giao tiếp tín tiếng Anh thì mời anh ấy lên, xong bắt đầu nhí nhà nhí nhố tí nhờ. Rồi. Tiếc hai chị em thì tiếng Anh ấy đuối quá. Sổ sách bảo hành đây. 2022 chuẩn bị nâng cấp rồi anh em ạ. Rồi. Tiếng Anh chuẩn bị em được nâng cấp rồi. Thằng kia mấy nữa rồi. Dạy chị nhá. 2022. Rồi anh em nhìn cốp kiếc này, biển biển 79 ạ. Biển Khánh Hòa. Nha Trang Khánh Hòa. Khánh Hòa. N307765. Hai khóa smart key, nguyên bản nhà máy chỉ cấp 1 thôi nhưng mà chủ đầu tư thêm cho các bạn hẳn một khóa. Giá thành của một khóa smart key cũng không rẻ đâu, thị trường nó cũng phải rơi vào tầm 800. Hàng được trang bị các bác nhá. Với NVIC nó là một đồng hồ hiện thị LCD cái dạng rất là đẹp. Nhưng không phải đồng hồ cơ hay đồng hồ điện tử bình thường, nó là màn hình điện tử LCD. Tất cả các chi tiết linh kiện này, hàng còn nguyên bản từ đôi gương vẫn còn theo. Đấy, hợp có trao đổi là chủ xe đầu tư dán ni lông, đầu tư bảo dưỡng mấy triệu cho anh em rồi. Rồi. Nên là cái chất thì các bác yên tâm. 28 triệu. Còn giá thành anh em nào đang quan tâm thì để cho các bác mình 31.500.000. Thật sự nó cũng là cái giá rất là mới rồi. Các bác ạ, bản NVIC này mua mới xấp xỉ 50 triệu. Đăng ký xong dù là biển tỉnh cũng phải xem 50 và hơn 50. Thì hôm nay em giao lưu còn có 31.500.000. Nó là bản NVIC V2 các bác nhá, mẫu VVA mẫu mới nhất. Đấy, hàng nó sẽ đậm, chắc, to, đầy, dáng thể thao hơn cho những bác quan tâm đến cái dòng xe thể thao. Bình thường các bác ạ, dòng xe thể thao. Anh ngồi lên xe đi Thiệp ơi. Không em ngồi lên đi. Lên không đi, mấy khi có cái giá hợp lý giá thế này. Kiểu cao to đẹp dai đấy anh em nào tầm khoảng trên 1m7 ngồi là đẹp ngay mà. Vâng. Không đến em nghĩ chỉ tầm 1m7 đồ loại rất đẹp. Tóm lại 1m65 giờ lên là ok đậm, rồi đậm, nhưng mà phải đậm đậm người một tí. Đấy anh em mà 65 mà người mỏng người thôi đi cái này nó nuốt mất dáng. Để lấy chị không đi được nhưng mà nó hơi nuốt. Nếu sang SH Yamaha đấy không anh ơi, xe này không phải sơn lại đâu. 2022 nhiều khi bác nhìn qua cái lớp ni lông thấy cái màu sơn đây em vừa tạo rồi, đang một lớp đề can lên này bác này, một lớp đề can anh nhá, đây là lớp dán sần đang dán có nên anh ra là anh em nhìn cảm giác như sơn lại nhưng họ dán thôi nhá. Em chia sẻ đây là toàn bộ dán, em bảo chủ đầu tư cả lốc bảo lọc gió và các thứ đều bảo vệ hết lại, tiền này đầu tư cả tiền triệu không rẻ tí nào. Bây giờ anh em lấy việc chìa khóa thì 800 họ làm thêm cái mới. Dán ni lông thì tầm lốc bảo vệ máy các thứ chi tiết linh tinh cũng phải tầm mấy trăm nữa, rất đầu tư nhiều. Mà anh em bây giờ chỉ việc hưởng thôi. Động cơ 155 có trang bị phanh ABS. Đấy các bác nhớ nhấn mạnh là có trang bị phanh ABS mà giá có 31.500.000. 31 triệu đồng anh em nhá, biển 79 vâng. Cho em. Anh 2022 cơ mà. Rồi anh em nào quan tâm cho em con này mọi người inbox trực tiếp AB alo trực tiếp cho em. Dạ. Vừa mua của hai bố con anh nhiều Tây đấy ạ. Bác mà muốn trải nghiệm xe phân khúc ga ấy, ga thể thao ấy, đúng rồi. Thì các bác nên cân đối sang NVIC vì nó lãi so với mới rất nhiều. Cùng là chất lượng này, động cơ này, cùng là ABS thế này, các bác sang SH gấp đôi tiền mới mua được. Em khẳng định 31.5 gấp đôi là phải 625. Rồi. 6 đấy 63 triệu. Bao nhiêu km rồi ạ? Đây, anh em có thể xem luôn. Công tơ mét vừa mua chưa có lau dọn gì đâu ạ. Rồi, anh đây, Hồng xe tại Hà Nội. Đây. Đấy, anh em nào xem công tơ mét đấy, hàng vừa mới nhập nhá. Đây muốn thay đổi công tơ mét thì đây. Các bác nhìn ở chị trên này là thay đổi công tơ mét đấy. Hàng nó như này mới là. Rồi. Cho em xíu em kiểm tra công tơ mét luôn cho anh em luôn. Chưa được em ạ. Cái nữa. Rồi. 1600 km anh em nhá. Bản 2022, 16042 km. 1000 thì rực rỡ quá anh em ạ. 1 vạn 6, tóm lại 1 vạn 6. Thực tế nó là lốp còn nguyên địa bản mà. Lốp mòn một chút rồi các bác nhìn này nó cũng không phải dày hẳn. 1 vạn 6 như thế này. Lốp rồi, các bác đi thêm 1 vạn nữa là thay, có nghĩa là dưới 3 vạn thay lốp chuẩn không có vấn đề gì cả. 1 vạn 6 anh em nhá, 1 vạn 6 một chiếc 2022. 2022. 25. Hay à? Đẹp đúng không ạ? Hàng thể thao, hàng phong cách là giá rất Hoàng hợp Ngọc, lý. Chào ông bà vợ. 31.5. Khổ thân thằng bé.
Dạ. Gớm năm nay nó mới có một vợ thôi anh ạ. Anh bảo em, anh chào em, nó lại chào ông bà vợ này chết. Vợ để vợ em nó lại lo sốt vó lên. Sốt vó vào anh Hoàng Ngọc thật. Anh làm nhà em cứ sốt lo, xinh. Lo lắng anh em ạ. Ok, rất nhiều anh em vẫn đang đây, anh Văn thêm Vũ Văn câu lạc bộ những người thích xe cũ. Rồi anh thích xe gì thì anh báo luôn để em lên em đưa lên. Hello. Cho anh xem nào. Hay là chia sẻ giúp em một cái đi. Các bác đang có trên này thì mong các bác có thể chia sẻ giúp em nhá. Những sản phẩm em thấy rất hợp lý. Là đây cũng là ABS nhưng lại của Honda. Các bác nhìn những cái xe phanh ABS của Honda, cùng Honda hay là Yamaha đều có những la răng ABS theo đúng tiêu chuẩn công nghệ ABS. Ốc có nghĩa là lốp còn nguyên bản. Lốp zin hết, các bác nhìn quả lốp zin vẫn còn dày dặn đúng không ạ? Đây, năm 2022. 216 ăn xăng rất ít, toàn bộ phần rè trước hay phần nẹp inox này nguyên bản. Đèn led 2 tầng. Đây là bản Sport các bác nhá, bản S21 đắt nhất của phân khúc 2022. Đã được ABS, lại là phanh ABS rồi, lại được bản Sport gọi là bản đỏ đen. Toàn bộ phần inox chống rỉ hay phần sân này còn nguyên. AB160 chứ một không phải. Đẹp không? Đây. Ra máy bầu lọc gió đấy, nguyên zin hết. Bưởng lát này, rất đẹp luôn. Đồ sần, đèn hậu, nắp tay sách còn chưa sơn này thì các bác hiểu. Yên đúng theo chỉ đỏ, tem SH đuôi mốt chuẩn hết này. Rồi, biển số anh em nhìn biển số nhá. 29V7 62848. Đấy, màu đỏ dành cho anh em mệnh thổ mệnh hỏa. Rất là nhiều anh chị em thay tìm mua những form dáng này màu này luôn mọi người nhá. Cái màu này là màu mà màu đắt nhất, màu vâng. Sport cạnh tranh cùng xuất với cái màu bạc sần ấy. Bạc sần nó lại bản sần nhưng riêng về nói về cái bản bóng thì đỏ đen là đắt nhất. Ừ. Đấy. Bùi Ngọc Hải có 160 sáng mình vừa like đây anh em ạ. Đây, năm sản xuất 2022 đây anh em nhá. 6.000 cây đây. Đấy, năm sản xuất 2022, G gáy vẫn còn nguyên zin này. Đấy, mặt đồng hồ này, mặt đồng hồ đẹp hơn 6.000 cây. Bây giờ hơn 6.000, tay nắm tay cầm vẫn còn nguyên zin. Đấy, tay phanh cũng vậy. Đấy, chưa bị cong vênh, chưa bị qua ba quẹt nhiều. 6.000. Rồi. Gộp luôn. Hai gương thực tế. Đổ sần quá đẹp. Gương lượng zin hết. Đúng rồi. Hàng gần như là các bác lấy về đổ xăng. Rồi nổ giá đi anh. Không có lỗi lầm. 2022 60 triệu. Đèn led các bác nhá. Đèn led nhớ cho em là bản đèn led bản đắt nhất và phanh ABS kết hợp màu đỏ đen phối kết hợp gọi là màu Sport gồm có vành đen, càng đen. Đấy, nhưng mà tay sách ra máy. Ra máy thì trắng, tay sách và tay và thụt sau. Đấy, hàng đen. Vâng, 60 triệu đồng anh em ạ, bản 2022 chạy 6.000 cây. Mới cả đăng ký có 75 mà, có mấy đâu. Tầng. Bây giờ chạy có 6.000 cây các bác lời ra 15 triệu, hoàn toàn phù hợp. Và đặc biệt là các bác đang thích những cái biển Hà Nội sẵn, đi lại ở nội thành Hà Nội thì cứ chốt cho em những chiếc này. Giấy tờ đăng ký đầy đủ hết nên các bác cứ thoải mái chơi thôi. Zin từ lốp nhá, từ lốp cho đến sơn đến tay phanh, cùi tay nắm zin tất, không thay thế một chi tiết gì luôn. Hàng mua chính chủ mà. Rồi, 60 triệu đồng phanh ABS. Rồi, đây lại dành cho anh em nào cao to đẹp dai. Cứ cao to đẹp dai là em thấy những cái dòng xe này anh em đi dài, là... xe nó dài. Đấy, xe nó đẹp, xe nó to. Các bạn nhìn thấy chất không? To, dài, đẹp. Mà giá thành nó lại yêu thương nữa cơ. Đấy, nhìn trong một chiếc xe cực kỳ phong cách cá tính. Basic mà, hàng basic phải nói thật với các bác. Nó là một công nghệ đi đầu của Honda. Với những các tính năng như là tiết kiệm xăng, dừng 3 giây tắt máy từ 2010 nó đã có. Còn các xe khác thì phải đến 2012-2013 mới có cơ. Rồi. Hồng này 2010 đã có động cơ và đặc biệt là 125 từ ngày bắt đầu ra mới có bé tí đầu tiên cũng đã 125 rồi. Đấy. SH Việt Nam thì đến 2012 mới có nhưng mà 2010-11 basic đã có tất cả. Các bác thấy ngon không? Máy này. Hàng ngồi cũng đẹp nhưng cái ngồi nó không cao, rất hay cái dòng này đó là nó không cao. Nó lại thấp thấp các bác ạ. Đây nó rất thấp luôn. Nó lại thoải mái để chân thì để đây cũng được anh em, mà để đây cũng được. Đấy, nó rất là gọn khi để chân. Nó quay đầu nó cũng rộng rãi góc cua. Máy 125 phun xăng điện tử. Dáng thì trông nó hầm hố đó, đẹp. Còn hầm hố đó. Rồi, các bác đi một vòng quanh xe để xem có ưng không. Còn giá thành thì chút em sẽ lên cái giá giao lưu cuối tháng 7 nào. Ừ. Đấy, biển 2010 nhá anh em nhá, 30P61624. Ai bôi dòng gió. Basic 2010. Đấy, anh em nào quan tâm cho em. Hiện tại là xe chưa rửa anh em nhá. Chưa rửa, chưa dọn gì cả. Xe mới về tại cửa hàng. Đúng rồi. Màu đen. Giá yêu thương 18.500.000. Các bác nào đang quan tâm đến Basic thì liên hệ giúp em. 18.500.000.
Rồi, máy vẫn còn nhá, em kiểm tra rồi, máy vẫn còn. Có hình thức thì thôi, không tránh được. Sau bao năm có sơn si, hàng bụi này. Cái này chưa dọn à? Chưa, con này chưa. Nhìn biết là chưa dọn. Rồi, đúng rồi. Anh em nào đang bảo là con này hốc xăng. Ây, anh nhầm, em khẳng định luôn. Basic nó là hàng đi đầu trong lĩnh vực tiết kiệm xăng. Nếu bây giờ các bác mà thấy Basic nó còn có cả bản mới nhất là bản Hybrid kết hợp giữa xăng và điện. Bây giờ ngoài ô tô ra thì xe máy Basic có thôi, còn các xe khác đã có đâu. Các bác thấy Basic anh về tiết à kiệm xăng. Vâng ạ, okay, chào anh nhá. Anh nhá. Anh về tận quê hả anh ơi? À, em về Văn Điển, em tưởng anh về quê, em gửi đi quê quà để về quê vậy. Anh ra Văn Điển thôi. Anh ra Văn Điển thôi anh em ạ. Rồi, anh ra sớm đi nhá. 18 triệu 500, máy zin. Sơn thì thôi có tỉa tót tí anh em thông cảm. Vì cái dòng này nó nhựa, nó bao, nó bọc, nó khá là cả nhiều. Nên cái việc xước nó không tránh được. Đấy. Này chắc là phải sờ ba qua cái mặt pha. Con mắt này nó hơi đeo kính hơi ố tí. Anh em thông cảm, nô làm rồi. Mắt mũi pha kính đúng không? Đúng rồi. Mắt mũi pha kính anh em sẽ chọn làm cho em quả pha kính. Em cứ chốt cái 18 năm là chưa có dọn dẹp gì. Chưa dọn. Còn anh em nào có đầu tư thêm thì vào thêm cho em. 18 triệu 500 nghìn. Máy zin, động cơ 125. Em nhắc lại, đâu đó 2 lít 2 đấy là cũ ạ, còn đề xuất nó có 2 lít thôi. 2 lít 2 đến tắc là 2 lít rưỡi, 2 lít 8 trên 100 cây số. Thấp, nó là hàng còn nhà mình có hơn cả Sachia không? Các bác yên tâm. Không có anh chấm ạ. Em còn một chiếc Sachia, chiếc Rider, sorry, 2014, hàng 20 thôi. AB kỷ niệm mà có không? Màu đen sần đúng không? Biển tỉnh được không anh? Còn. Vâng, em còn chiếc biển tỉnh. Quay 110 đi anh. Có luôn, đưa chiếc quay 110 đi ra nhá. 18 triệu 500, đấy. AB 2019 còn không bác? Anh còn chưa ạ? Là anh Đức Bảo còn nhiều xe điện, lắm. Anh xe em điện nào? Go go à? Xe đợi điện một go chút, go chia sẻ giúp em đi. Để không anh có em có thể đón những chiếc xe sắp ra. Anh hay là chị Thủy Minh Dung chỉ thích cao to đẹp trai à. Bây giờ phải cho chọn cơ, chứ đòi tất thì lại khó. Một là cao to được không, còn đẹp trai để sau. Hay là phải được tất cả cao to mới đẹp trai. Không lắc, phải ăn tất, tham. Tất người ta ăn cái gì không biết. Chơi đều, một đội chơi đều. Rồi. Anh em chơi đều, cứ đưa em vào thế. Em biết thừa, em là thế. Chị em hỏi trên này, em đọc lại, em biết đâu. Rồi, cảm ơn các chị em, anh em nhá. Tóm lại là anh em cứ nhìn thấy cao to đẹp trai là đương nhiên phải quý để thích rồi đúng không ạ? Cái cao quan trọng to thích, thì này, nó thích ở đây nó là rất là nhiều cái ý nghĩa. Vâng. Thích là yêu thích, yêu mến, quý, mến mộ. Rồi. Chứ không phải là thích là sở hữu. Thích, đúng rồi, rồi thích đây là thích hữu. Là thích là thưởng thức thôi, nhưng kiểu xem người mẫu gọi là thích ngắm cái đẹp thôi, yêu cái đẹp. Rồi. Ok, cũng như các bác trên này, nếu bác nào yêu cái đẹp thì con này không được đẹp lắm, chiếc này thì bình thường thôi. Đấy, em định bảo chiếc nào đẹp thì yêu, nhưng chiếc này nhưng mà giá nó lại rẻ. Đấy, nó lại là hàng Honda Click. Xe là đứng trong top của những hàng lành, bền và dễ sử dụng, dễ sửa chữa. Gà trống nuôi con, anh Bảo Nhung kết bạn Zalo để em gửi ảnh xe được. Em mang ra, ok. Ok, anh, gà trống nuôi con nhá. Kết bạn với anh gà trống nuôi con đi. Ôi trời ơi, hành gà trống nuôi con thế này thì xong đời rồi. Bảo sao anh em ạ, có 7 triệu ở đây thôi. Anh em nào quan tâm thì có 7 triệu là có thể cân đối cho em một chiếc Click. Đi ăn, đi làm, chạy xuồng xã, dịch vụ. Hàng xe ga Honda. Rồi. Rẻ thế nhở, anh em Lào nào Cai, Lào Cai, Yên Bái cho em anh em nhé. Lào Cai. Đấy, được cái thứ 3 hết rồi. Rồi, mà thôi, rồi. Đấy, coi như là nó rẻ nhưng mà nó lại cũng như em vừa tả, nó cũng bình thường về đồ thôi. Nó dễ sử dụng, dễ sửa chữa là cái ưu điểm đứng đầu của dòng xe này. Vâng. Mà được các chị em nhỏ nhỏ, xinh mi nhon ấy thì lại càng phù hợp. Đấy. Xe Honda mà nhỏ mà rẻ, bỏ qua làm gì sản phẩm này, cứ liên hệ giúp em. 7 triệu bây giờ anh em đâu dễ gì mua được đẹp thế này đúng không ạ? Đợt em cũng phải mua vào năm mấy, cộng dọn đẹp ra, tức là cộng lên rất thấp cho các bác rồi. Đấy, các bác nào quan tâm thì cố gắng nhá. Hàng này em nghĩ là cũng không có nhiều đâu. Với một chiếc Click có 7 triệu Việt Nam đồng. Mà hàng Honda xe ga cũng là dọn dẹp xong xuôi rồi, nhìn cũng hòm hòm rồi. Không đầu tư gì nhiều, sau này có điều kiện thì nâng cấp quả thực sau, nó cũng chưa được gọi là xuất sắc. Nó hơi bình thường một chút. Chắc em, chắn. Em Đoàn đang mang xe bán ra cho anh Đăng Lai. Vâng, ok anh em. Rồi, có xe Vision không? Anh có Đinh anh Gia Sĩ, mình có future cao không? Dắt chiếc Way A clip bên cạnh giá sao? Ok, clip bên cạnh xong em lên clip đó cho anh em luôn nhé mọi người nhé. Được. Anh Kiên cho em xin giá SH125 đời 2019. Dạ. Khoảng tầm 60 nhô một tí anh nhá. Trên 60 tiền Hà Nội, tỉnh dưới 60. Đấy là phân khúc giữa tỉnh và Hà Nội và lệch nhau. Rồi.
Rồi chiếc Click vừa rồi là 7 triệu anh Nguyễn Ba Chính, 6 triệu rưỡi không được anh ạ. Công cán dọn dẹp của bên em vào nó cũng hơi bướng đấy. Giá đấy em nghĩ là phù hợp để anh có thể là lấy về còn bán được rồi. Em cũng biết là anh Chính rất hay chốt xe nhà em để nhiều khi là gặp khách còn bán được cơ. Đấy các bác xem live có thể thấy rất nhiều anh em cũng là trong ngành thợ xe nghiên cứu những sản phẩm bên em mà cảm thấy nó có một cái sự xê lịch, xê dịch dễ mình cảm thấy lãi được, gọi là xê dịch mình chấp nhận được, là mình có thể cân đối chốt luôn xong rồi về có thể giao dịch. Anh muốn mua cho vợ anh một con Vision, anh Ngân Vĩnh. Ok anh mua về mình thay giấy tờ. Dạ được anh Ngân Vĩnh ạ, được ạ. Vâng. Anh thích mua về, anh mua đời mới, nhưng mà anh mua về để thay thế giấy tờ, anh muốn sang tên đổi chủ thì anh mua cho em khoảng khung đời 2017 đến trở lên. Vâng. Thì cái khung giá đấy nó sẽ xứng đáng. Vâng. Để mình có thể đầu tư sang tên. Có về Hải Phòng không? Em có về Hải Phòng. À quên, có chuyển. Có. Chị cũng về Hải Phòng à? Có bán về Hải Phòng anh ạ. Em có ship tất cả các tỉnh anh em nhé. Tất cả các tỉnh luôn. Hải Phòng rồi là tất cả các tỉnh. Tóm lại là em không hết ạ. Anh để cái này. Click vừa nãy 7 triệu anh ạ. Vâng. Click vừa nãy 7 triệu. Nhiều anh em đang vâng, có anh khách quen của cửa hàng rồi, anh người đúng không? Lấy rất nhiều xe ở bên Hoàng Kiên. Rồi tiếp theo anh em nhé, một xe thời trang của Piaggio cho em, Liberty. Nhập khẩu hàng Liberty cao không? Mới đắt bây giờ rẻ, nghe hay không các bác, nghe thấy hay không? Hàng mới đắt nhưng mà bây giờ rẻ rất rẻ luôn các bạn nhé. Càng đổ cái vành nó là nhập khẩu, có cái hay là dáng cao, xe đẹp. Ừ. Nhược điểm hơi tốn xăng nhưng mà thôi nó lại rẻ đấy các bác ạ. À, nó có cái răng thì nó lại hay thừa cái lợi nên bao giờ anh em nó có cái này nó lại có cái nọ. Mình thích thì mình có thể lên bộ kim phun hơn 300 đấy, không thích thì anh em có thể để nguyên tại vì nó hơi ăn xăng hơn một tí so với lại bình thường thôi ạ. Còn bình thường thì ăn tầm khoảng hơn 3 lít, bình thường thì ăn đời... tầm khoảng hơn 2 lít. Đăng ký đời chót của Liberty nhập 2011. Ok rồi. Giá anh em mình 10 triệu. Đấy anh em nào quan tâm thì bây giờ Liberty nhập dọn dẹp xong xuôi ngon lành, giá cao đấy. Đấy là các chị em hoặc các anh em nếu mà có cái giá gọi là cao, xe thời trang đẹp. Vision anh Ngân Vĩnh chắc là tí nữa anh báo với các bạn nhân viên các bạn gửi cho. Hiện tại là em không biết là Đức bên mâm của bên lên không. Rồi, bác nào quan tâm 10 triệu, 10 có triệu. Có anh Nguyên Ben ơi. Cân đối cho em luôn chiếc Liberty nhập khẩu này đi, hàng đã dọn dẹp xong xuôi ngon lành hết rồi. Về bây giờ các bác chỉ việc sử dụng thôi, những cái pha, những cái đồ các bác nhé đều đã được gọi là ngon lành hết, mình không cần phải đầu tư thêm gì nữa. Chứ hàng này các bác mà bảo về lấy xong mới dọn mới đầu tư thì em nghĩ là thực ra là nếu mà để mà nói những cái dòng xe Liberty này mệnh giá nó cũng không cao, bây giờ giá nó chỉ dao động tầm khoảng 10 triệu quay đầu thôi. Đấy, anh em nào mà cân đối mà thích những cái dòng này, có những con xe là 4-5 triệu là bình thường. Đấy là những cái xe chưa dọn dẹp chưa gì cả, thường là nó sẽ giảm hơn vì tất cả những dòng Piaggio giá thành đồ của Piaggio rất là cao. Anh em nào quan tâm thì làm cho em con này mọi người nhé, nhập khẩu đời 2011, đời chót rồi, đời cuối cùng rồi đấy ạ. Rồi đây, bác nào hỏi quê A có quê A luôn. Quay A đen sần, biển 90, đời 2023, đời cao cũng nhỉ, 2023 đen sần đẹp thế này mà các bác nhìn. Ôi cái ốc mày ở chụp, cái này nó bẩn đấy nhá, các bác rửa lại vẫn sáng vẫn đẹp, chân nan trắng luôn. Lốp còn theo xe, dầu vẫn còn đầy. Sơn sần, sơn bóng và sơn xe này, nguyên bản hết cả phần trong và phần ngoài. Đẹp chưa? Các bác nhìn đẹp không? Rồi, bác nào đang cần, nhất là biển hôm nay lại làm hai cái 90 nhỉ. Anh nên bán xe 90 và bây giờ lại làm con quay 90 đẹp. Rồi, 90B4 anh em nhá, 05700. Anh em nào Hà Nam ở đây, có anh em nào Hà Nam quê em không? 15.800. Vâng. Giá cũng rất là yêu thương. Giá 2023 mà bản đen sần, bản đắt nhất, đồ còn nguyên zin từ lốp cho đến đồ. À. Rồi. Chống trộm. Nó không quả lắp chống trộm rồi. Vâng, anh nào vâng, quay. Anh bán à? Anh bán con 350 à?
Thôi thế để em quay đằng này xong là tí nữa em quay anh sau. Đứng đằng kia con. Anh cứ ra xe, tí nữa anh Tuấn nhé làm việc. Anh này bước đúng lên sàn diễn lên. trực tiếp diễn luôn. Anh không sao. Bờ một chiếc 2023 chạy được có 7.000 cây thôi. Anh em nào quan tâm cho em một chiếc xe bản tem sần, hàng hot hit thế ạ. Quay lại cho cô một lần cái dòng cái đít cái đáp bình thắng. Rất đẹp anh em nhé, rất đẹp. Báo giá cho anh em chưa, biển 90. Rồi, 15.800.000 ạ. Vâng. 15.800.000 của anh em nào quan tâm không ạ? Đúng biển, đúng tỉnh. Hà Nam quê em thì mọi người chốt hạ cho em con này mọi người nhá. Giá thành thì nó cũng là vừa phải, tại vì những dòng xe ga, xe số mà siêu mới như này nó phải cân đối với giá. Vâng. Ghê quá. Rồi. Cái người này tháo bố ra. Từ chống trộm, không nhiều anh em mua lại thích mà, thì nó là có cái biết chỗ quẹt thì mới nổ. Có luôn anh em ạ. Đúng không? Chờ chị một tí. Quê Adenson, anh em nào có quan tâm đến quê Adenson thì làm luôn con này cho em này. Giá 15.8 em khẳng định là giá rất mới, rất hợp lý rồi. Vâng, Nguyễn Bắc Giang. Cửa hàng ở đâu? Cửa hàng em địa chỉ 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội nha anh em nhé. Đây là trụ sở chính bên em. Hiện tại là em đang có được gần 400-500 đầu xe để giao lưu với tất cả anh chị cả em ạ. Quả rider này cũng rất lâu ở đây, anh em không biết là chê ở điểm gì hay là kén ở điểm gì mà chưa thấy anh em liên hệ. Bình thường thì cái dòng này rất nhiều các bác thích, rất nhiều các anh em chơi mà hôm nay lại vẫn thấy ở đây chưa thấy anh em nào liên hệ, chưa thấy anh em nào chốt là sao. Đồ đây các bác nhìn qua hàng nó vẫn còn nét đồ nguyên đúng không ạ? Rider à? Còn lại cũng đã được dọn dẹp rồi, 2014, dạ vâng. Rider. Hôm nay, để giao lưu xem có anh em nào lấy về dọn dẹp luôn luôn. Con quay vào sản phẩm, con quay ở trên, vậy thì ok. Đấy, con quay một vòng như này, con quay vào sản phẩm, họ nhìn, người ta nhìn là người ta nhìn sản phẩm, hiểu không? Biển 29X7 anh em nhá, 20879 cho em. Cứ chậm chậm đi chi tiết chậm. Đấy, người ta quay, anh em phải nhìn cái bô này, xong bắt đầu nhìn cái càng, xong bắt đầu cũng nhìn cái ra máy. Đánh nắp xuống 500. Anh à? Rồi. 20.500.000. Đấy bác nào rồi 20 triệu em ơi. Đúng rồi, rồi 20 triệu em đang tính. 20 triệu đồng anh em nhé, một chiếc Rider 2014. Đúng không? Đúng rồi, 2014. Con này em nói thật là em cũng like mòn mồm rồi đấy ạ. Em like lần này thôi, lần này là tôi lần... hy vọng là đấy như sếp em nói là thôi vía lành thì ở bên nữ thì đi anh em nào đang quan tâm thì chiến rồi. Rồi, anh em nào quan tâm nhé, biển Hà Nội 2014 Rider. Nghe rất hay. Nào là mà... có 10-20 triệu mà tóm lại tránh số 20 hôm nay em dùng uống 200 nữa. 19.800.000 khuyến khích các bác một chiếc Rider biển Hà Nội chưa đến 20 triệu, anh em dân thợ cũng có thể lấy về dọn dẹp bán được nhá. 24-20 anh Thành Đạt, 19.8 thôi anh ạ. Vâng, anh xem có vào việc không. Rồi, có xe gì 3-4 triệu, không có cái tầm 3-4 triệu xe ga thôi nhá. 150 CBS 2022 bây giờ bao nhiêu? CBS hay C. Vâng, tầm khoảng 7-8 triệu em có một chiếc màu đỏ. Vâng, đẹp. 2022. Quay Thái, em không còn anh Trần Phương. Vâng, ơi. Số Zalo là gì vậy? Anh ơi, anh vào số hotline bên em, anh yên vào luôn trang cá nhân là có số hotline bên em luôn đấy ạ. Đấy là Zalo của các bạn luôn. Rider miền Nam, đúng rồi, dòng này miền Nam rất là thích. Miền Sonic rồi Rider, rất nhiều dòng các bác thích mà không biết sao chiếc này vẫn còn ở đây. Ừ. Này anh em lên thể thao nhiều quá anh nhỉ. Một chiếc xe nhỏ nhỏ. Gati dành cho các chị em cá tính ạ. Chị em là cá tính một xíu là đi những dòng này mà nhỏ nhỏ con. Mà cá tính đi cũng ok. Manter, hàng này là Ducati Manter. Đấy, có cái tên tuổi nghe thích đúng không ạ? Hình như em nhớ là hàng này các bạn trẻ thanh niên thì mới là đúng chất này. Máy 110 hay gọi là Ducati 110. Liên doanh nhưng mà nó có những cái nét chất riêng rất mới. Ôn, cái quả đầu bò, quả sáng Sport ôm bình xăng. Đấy, bạn trẻ, những bạn mà thanh niên mới trải nghiệm xe côn thì nên cân đối. Nên cân đối vì nó rất đẹp, nó rất hợp lý về giá mà nó lại nhỏ nhỏ xinh xinh, cao to sợ không với được thì đây cứ làm con nó nhỏ nhỏ xinh xinh nó đẹp thế này các bác cũng nhận rồi. Dáng thể thao nhá, xe thì nguyên bản hết, liền lạc theo xe chưa có thay thế để chân, chủ xe không có ngã hay mài mòi hỏng hóc vấn đề gì cả, đến cả quả lốp vẫn còn theo xe. Biển Hà Nội đấy, đuôi này nó làm quả này cũng tránh biển Hà Nội anh em nhá, biển 29DI 22 27587. Chị là đọc 2 đấy, em lại nổ máy lại một lần nữa cho anh em nghe này. Đấy, chiếc Ducati nhỏ nhỏ xinh xinh, cá tính cho các chị em. Anh em có thể mua về cho vợ đi những dòng này ok. Nếu mà các chị vợ hơi cá tính
Đấy, thích đi những dòng xe côn mà chưa tìm được. 18.500.000. Bây giờ xe thể thao mà bác ấy mua mới nó toàn ba mấy triệu mà hôm nay còn 18.500.000. Ok anh Gia Khánh, em bây giờ mới nhìn thấy từ quả đen. Lên lít đi, ok anh. Chất không? Bác lên lít luôn đây. Em ơi. Chất thế này. Cho chị lít lít lên trước. Lít lên ạ. Biết là các bạn trẻ thích xe côn đi đâu sạch rồi. Con này em thấy nó hợp lý thế này mà các bạn trẻ. Ok, có luôn anh Gia Khánh ơi. Anh em chia sẻ giúp em nhá. Mong các bác chia sẻ để các bạn có thể tiếp cận được cái sản phẩm này vì nhiều bạn em thấy vẫn mua ở cái giá ba mấy triệu. Có em có khách từng mua. Đó, vì thấy nó đẹp, nó chất mà thể thao côn tay nhìn nó hàm hố thế này vừa lại dáng với đúng cái dáng mình. Hôm nay bên em các bác nhìn từ cái độ thoát lọc gió thoát hơi này đẹp thế này của khung này đúng không ạ, đầu bò thì nó đẹp vậy có 18.500.000 triệu có xe ra người quay thì thôi nó là thông dụng phổ thông nhưng mà muốn kiểu cách chơi một tí thì chuyển ngay sang form giá này cho em hàng của 2018 mà xe lốp còn zin thế này các bác nhìn của lốp này đi xem đâu đó mấy nghìn cây mà Vân Quốc còn nguyên hết thế này đẹp thế này đồ ốc trục chưa vặn thế này. Đây các ốc sao nó thiết kế rất đẳng cấp đấy chứ. Ok đó, ok. Quả đèn này nó uy tín này. Đấy. Ok. 18 năm thôi anh em ơi. Anh em hãy liên hệ chia sẻ giúp em để làm sao sản phẩm có thể về được đúng những bạn trẻ đang tìm. Nhiều khi các bạn ấy không biết chỗ mua, các bạn ấy chọn những cái chỗ nó tận ba mấy, gần 30. Sau bán nó cũng chỉ có mười mấy thôi. Nó đúng giá như bên em mua 17 thì bán ra 18 năm chẳng hạn. Thế là tự nhiên các bác lỗ rất là sâu. Thì anh em hãy liên hệ nhá. Chia sẻ giúp em đi ạ. Đây có lít luôn cho anh em đây ạ. Vâng. Anh em hỏi lít lên lên lít luôn, không nhiều khi anh em hỏi nhiều. Nó bị trượt comment anh em nhá, 2017. Khóa thường. Nó là đời cuối cùng của cái dòng lít nhỏ gọn. Đấy cái đời form sau 2018 nó có cái form vai u này lên này thì nó lại hơi to. Còn form này nó nhỏ, dáng thanh nó rất hợp lý cho các chị em hoặc các bạn không trẻ. Có anh Dũng thích Lê dòng ạ. Động cơ 125 của Honda, cốp rộng. Đấy, hàng cốp rộng và đẹp. 2017 anh em nhé, bản khóa chìa biển Hà Nội, biển L Từ Liêm 29L164471. Đấy bản 2017 màu xanh nước, màu xanh này là màu xanh tím. Vâng, dành cho anh em mệnh thủy. 25.500.000, máy nguyên zin. Các bác nhớ là động cơ 125 của Honda, một trong những động cơ huyền thoại rồi. Nó nhẹ nhàng, nó tiết kiệm xăng, nó không gằn, không hú, nó không thốc. Rất nhiều các chị em và các bạn trẻ lựa chọn những cái động cơ này. Với lít nó cũng là những động cơ phổ thông đến giờ chưa có thay thế, chưa có thay thế. SH nó to nó nặng thì nó lên những dòng 350 hay là rồi 13 triệu mua được số anh em nhá. Nhưng lít chỉ có 125 được quả cốp rộng. Đấy, để chân lại thoải mái, đổ xăng đằng trước nó nhiều có tính năng lắm. Riêng lít này các bạn, nó là một trong những xe gọi là tiện ích công năng hàng đầu luôn, đổ xăng ngay đằng này. Đấy và khi mình ngồi mình có thể chân nó rộng. Mà cái độ dài của yên nó cũng là tối ưu hóa. Cái trọng lượng nó cũng có 113 cân, rất nhẹ, rất gọn cho các chị em. Không nặng quá để các chị em khó sử dụng, khó đi lại. Đấy, nó tiện ích công năng là đứng đầu. Biển Hà Nội rồi, giá thành 25 năm. Bản thân trước này được bao nhìn qua cái nước sơn này. Lên đi em. Đổ sần này, để chân này. Nguyên zin hết luôn. Để đổ sần, còn sờ thấy sướng. Zin, ôi sờ đây, ôi giá tay luôn. Cái gai này vẫn còn sắc lắm đây này bác này. Đấy, bác này. Đấy, tất cả cái gai này. Hai khóa này, xem cái đồ rất đẹp đúng không ạ? Rồi. Giá nhá, 25.500.000. Mong các chị, các cô có thể cân đối dòng này để đi lại. Quá hợp lý rồi, rất phù hợp từ giá cho đến chất. Rồi, những chiếc xe Jupiter biển thì còn FI nữa, đấy nó bắt được cái thử Jupiter FI. Tại vì nếu mà Jupiter bình thường ấy, thì lại không được giá. Sirius bình thường được giá, nhưng Jupiter bình thường không lại được cái giá Jupiter FI. Mà cái form dáng này lại là form dáng đẹp của Jupiter, người ta lại săn lại. Bây giờ nó ra cái form dáng mới thì nhiều các anh em lại bảo trông nó xấu, nó dù nó ngắn, nó không bề thế, oai phong như cái form dáng này. Đây là form dáng đẹp nhất của Jupiter. Vẫn đang nổ anh em ạ. Máy thì miễn chê. Vẫn đang nổ, máy thì không chê. Đúng rồi. Chất lượng thì khỏi bàn anh em ạ. Công tơ chạy vạn 2. Xe đẹp luôn anh em nhé. Đấy quay cho cô cái mặt trước. Con đứng cao xa ra một tí đấy, xong bắt đầu con quay cái mặt. Màu xanh nguyên thoại. Xong bắt đầu con đưa một vòng bên này. Đời 2017, nó cũng là tốt những đời cao rồi. Động cơ còn nguyên bản. Với cái nước sơn và tem này các bác nhìn này, còn nguyên tem FI này. Cái da máy vẫn theo xe này, tem yếm trong còn này, tem ngoài cũng vẫn còn, thụt ti dầu hộp xích theo xe tất. Mấy cái cao su này cho bên em thay này. Để chân vành này thì có sờ ba loại lại này. Sần vẫn còn, nắp hậu theo xe, tay sách có tỉa. Biển thì biển 36 anh em nhá, 36B5 915 91255. Máy này anh em nhìn tiếng máy. 13.500.000.
cốc anh em dầu. Nào đúng tỉnh quê mình thì cốc quá dầu. Là hợp lý rồi, dòng này mua mới đăng ký vẫn ngoài 30 đấy các bác ạ. Nó là bản Jupiter FI, nó là hàng xe số hạng sang. Ngoài Future của Honda thì nhìn chung không có những chiếc xe số có thể lại được cái giá xe này đấy. Anh em nào, bác nào đang đúng quan tâm đến biển 36 hoặc là thôi ta cần một chiếc xe chạy dịch vụ công vụ kiếm tiền thì lựa chọn mẫu tiết kiệm xăng lành chắc bền, không có lành chắc bền, không có 13.500.000 13.500.000 anh em nhé, một chiếc Jupiter FI. Dạ. Đấy, màu xanh GV, bản màu... có tụt cốc dầu đấy ạ. Huyền thoại rồi. Vâng. Đời 2017. Cao rồi. Dạ vâng, 2017, những cái đời cuối cùng của những cái dòng ly du form dáng đẹp. Quay 12 triệu không anh không chị? Nguyên vẫn tiền. Còn, em vẫn ra liên tục và vẫn còn liên tục. AB 2020 triệu. Thực ra là 20, AB 20 triệu thì 2015 16. 2015 16 sợ cao hơn. 2014 đúng bản MB 2015 là được. Nhưng mà hiện tại thì ngày hôm qua em vừa like mấy con vừa đánh báo đỏ đen rồi. Còn một chiếc màu đỏ đen, màu vàng có khách lấy nhưng còn một anh, chiếc màu đỏ đen. Anh Phúc Ngủ Yên. Vâng. Chắc là anh phải liên hệ trực tiếp với số hotline bên em để các bạn ấy, hoặc là anh inbox cho em đi. Anh inbox cho em bảo với các bạn nhân viên gửi hình ảnh thẻ cho. Thế vâng. Sau một cái live stream này này, bình thường là like ngày hôm nay ngày mai không được phép like lại. Tại vì like lại thì lại bị một cái vòng xoáy nó không đủ ngày. Anh Kiên cứ ra quy định là tầm khoảng 3 đến 5 ngày mới like lại một lần. Có ngày đấy. Có giờ ra luôn thì nhiều khi chiếc chưa được ra lại tị đấy. Đây cũng là đủ ngày rồi thì em lên chiếc này, hôm nay còn xuống giá luôn. Các bác nào quan tâm đến A-Blade bản đầu to đúng không ạ, hàng động cơ 110 có dọn dẹp ngon lành hết lên rồi. Ưu điểm nó là giá rẻ, đấy là cái ưu điểm đầu tiên, và được trang bị cái BGM, một trong những cái gọi là phun xăng điện tử tiết kiệm, nó là tiêu thụ nhiên liệu rất ít. Nhược điểm thì thôi, cái việc nó cũng mười mấy năm sơn xi dọn dẹp tỉa tót là có. Rồi, AB 110 anh em nhé, màu đầu to, đời 2011, biển số 36G103384. Đấy, xe cũng được spa sạch sẽ rồi. Hôm nay spa còn 12.500.000 đấy các bác ạ, bỏ ra xe 12. Ga 13.500.000. 12 hay 13 em? Gửi cho sếp đi. 12 hay 13.500.000? 12.500.000 anh em ạ. 12.500.000 là anh em đã sử dụng hàng có phun xăng điện tử, hàng A-Blade đời tận 2011, không là đời, không phải lết đời đầu, lết 2009 là 10, giá hợp lý. Ngon. Hồng Ngọc ơi, mình vừa quay qua rồi. Hồng Ngọc ơi, bác nào đang có cái phân khúc giá hơn chục muốn tìm xe ga của Nam đi tiết kiệm xăng thì có thể cân đối cho em. Những cái sản phẩm này nó bao giờ cũng thế, xe quốc dân rồi, độ lành, độ bền, độ gọi là dễ sử dụng, dễ sửa chữa là đứng hàng đầu luôn rồi. Em thấy gần gần như là các anh em nam giới ngoài lựa chọn lít ra cũng không có nhiều những lựa chọn khác để mà có thể trải nghiệm được. Đổi biển Hà Nội hết bao tiền thôi anh em ạ? Có biển Hà Nội sẵn luôn, anh thêm cho em khoảng 2 triệu nữa là có luôn biển Hà Nội để cho anh. Vâng. Với rất nhiều màu. Kiếm đấy, tụt tụt đa dạng như thế để cho các bác có thể thoải đấy, đấy lên. Có thể cân đối lựa chọn mẫu. Mấy con AB từ 2020 đổ đi khoảng bao nhiêu chị ơi? Khoảng hai trên 30. Trên 30 anh em ạ. Biển Hà Nội nhá, em nói chuyện biển Hà Nội. Tỉnh anh em lùi đi 2-3 triệu. AB đấy là 12.500.000 và 2011 anh em ạ. Jupiter lúc đấy là mình báo là 13.500.000 Phan Đăng nhá. 13.500.000. Vâng, chào anh em. Anh Jupiter em màu chia sẻ nhé. Giúp em đi ạ. Rất nhiều người đang hỏi về những sản phẩm em like nhưng mà do anh em chia sẻ chưa tới khách hàng đó nên là nhiều khi cứ đến lúc anh em đến hỏi thì lại có khách đã chốt hoặc đã đến lấy mất rồi. Anh Nhất Nguyễn Vision biển tỉnh, anh lấy đời nào anh báo luôn để em có thể xem Đức đưa ra phục vụ anh em được không nhá. Rồi tiếp theo anh em nhá, tiếp theo lít dạ, một chiếc xe lít 110 vừa có một xe quốc dân cho nam ở phân khúc rẻ tiền thì đây lại là quốc dân cho nữ ở những phân quay dưới 10 triệu à? Tầm 10 triệu trên 10 triệu là hơn 10 triệu cho những sản phẩm dành cho các cô bác thích xe quốc dân rẻ. Rồi. Bền chắc lành dễ sử dụng. Còn đẹp thì thôi, em thấy nhiều đánh giá là chưa được gọi là đẹp thì nó hơi bụng bầu tí. Bụng bầu thì lúc đấy thì lại đẹp yếu không khác. Ôi gốc chèo máy, hàng máy nguyên zin. Đấy nhấn mạnh luôn để các bác có thể yên tâm. Với cái lớp sơn đỏ đằng sau zin nốt. Sơn đỏ đằng trước có tỉa. Ra máy thì có phay rồi, đường lát rất đẹp. Các bác nhìn đồ sần còn hậu zin. Nổ máy luôn. Cứng cáp đấy, trên này là đời chót cứng cáp rồi. Máy zin. Nổ máy luôn cho anh em nghe. Đấy, anh em nghe tiếng máy của em ạ.
Rồi 309854, bác nào đang quan tâm thì hôm nay em xuống còn 14.300.000, cũng không thể xuống được nữa rồi. Với một sản phẩm hàng chân chống điện, máy zin sơn tỉa bằng trước một chút không tránh được. Được cái nó vành gồ chân chống điện em ạ. À, đúng rồi. 14.300.000. Người mấy? 14.300.000. 14.300.000. Yên này vẫn còn từ 2011. Mặt quay mặt trên này, mặt quay sần, sần này. Em nhìn sần này. Đấy, nhìn sần hộ em. Đấy, bản vành gồ chân chống điện mọi người nhá. Đây, phím này. Nốt còn chè kìa em ơi. Đức ơi. Nốt còn kia thôi mày cho chị nghỉ. Ha. Ừ, ngày nốt nghỉ không. Mệt lắm rồi. Không đỡ được rồi. Mệt quá. Ngày Dream, ngày Dream. Đấy, cuối ngày... tuổi vẫn có những Dream. Ngày chị Dung 2K là khả năng hơi vất vả. Thời tiết các bác ạ, đây là một trong những giai đoạn nó đang chuyển giao dã man luôn anh em. Thời tiết khí hậu Hà Nội rất là rất nóng, khó chịu. Thật sự rất là, nó vừa nó không bị nắng chói chang nhưng mà nó rất là oi. Hai anh chị em Phú Tộc AB216 nói rất là năng lượng, mà đã năng lượng rồi thì nó rất là mất sức. Có em thì gọi là thanh niên mà ngày 1K thì là đạo ải rồi. Dung lại nữ mà lại còn ngày 2K là cũng rất là xuất sắc ấy. Chắc là mẹ chị ngày xưa sinh ra đáng nhẽ vào tao, đáng nhẽ là đấy là rất là mong muốn con gái thì hai anh trai rồi. Mong muốn là con gái, đáng nhẽ em là phải là con trai mới đúng. Đấy. Đáng nhẽ em là con trai, em thích con trai hơn. Thích phải là con trai hơn, mấy đứa em có tiền em đi. Em bán xe máy anh em ủng hộ em có tiền đi thẩm mỹ viện rồi. Ở Thái Lan. Thời gian gái đủ rồi đúng không? Đấy, một kiếp làm 2K cho nó chắc. Nhiều khi anh em cứ mãi nam hoặc mãi nữ thấy chán thì Dung được mấy chục năm nữ, giờ có khả năng cuối chuyển nam cho nó vui. Thôi cũng được, về đội của mình vậy. Chắc khả năng em quan trọng anh em ủng hộ em xe nhiều nhiều tí có tiền được. Bây giờ nếu mà chuyển giới là mất gần tỷ đấy. Càng tương đối căng đấy anh em ạ. Căng đấy, thôi để cố gắng anh em ủng hộ em nhá. Rồi thẳng thắn luôn là 19.500.000. Okay, chiếc Dream 201 này, bác nào rồi. Đang đúng tầm nắm thì liên hệ. Được một cái quan trọng nó là mộc, các bác nhìn thấy nó là mộc rồi, mộc lại chưa dọn. Chính xác là chiếc này phải qua quá trình dọn dẹp lên, chắc các bác cũng phải đổ vào 500-1 triệu nữa thì nhìn nó sáng sủa, nó mỡ mọng hơn. Còn đây là hàng mộc quá nên là 19 năm nó cũng là phải dành cho những bác chơi xe biết mộc để biết được những cái tay nắm, những cái cùi, những cái đồ sần, mặt nạ tất cả còn. Và cái máy xứng đáng đúng không? Đấy, ra máy vẫn là còn nhưng nó hơi rôm, nó xấu một tí. Đem xịn nhưng mà nó không đúng. Nên là nó bong lườn này, hộp xích này, trục này, nó đều. Chiếc này gọi là hàng chưa dọn mộc. 19.500.000. Bác nào đúng tầm ngắm thì liên hệ giúp em. 2000-2001 anh em nhé. Biển 723529N6 bản đời máy Thái. Thôi em ạ. Nốt này. Hẹn anh em vào buổi sáng ngày mai đi. Rồi, mười mấy triệu anh? 19.500.000 ạ. 19.500.000 anh em nhé. Một chiếc Dream. Đây, cái đồ nắp bình xăng này. Cái này thì có tỉa tót thôi. Chủ chắc là mới tỉa được cái nóc thôi. Anh em nào đang cần cái phân khúc zin dưới 20 triệu thì em tư vấn những cái mẫu zin Việt gọi là hay người ta gọi là zin Việt máy lôi, máy nồi này. Có thể đi nó đơn giản, nó lành lặn, nhẹ nhàng. Giá tiền thì nó hợp lý phải chăng. Máy thì siêu ngon chứ phải ngon. Dòng zin Việt đời này nhiều bác đánh giá là để nói zin Việt nói chung. Tay ga tầm 10 triệu có anh em ạ. Anh em tay ga 10 triệu anh em lấy cho em xem lít. Lít này, click này. Vâng. AB này, AB chế cơ này. Vâng. Đấy là của Honda. Ngoài ra thì những chiếc của LX cũng vẫn có để phục vụ anh em. Mong anh em cho biết nhu cầu để bên em có thể biết để phục vụ anh em một cách chính xác nhất, đúng không ạ? Có con Dream nào tầm 25 triệu không? Cho anh xem luôn. Anh biết tự lạnh. Cũng có anh nhá. Vâng, cũng có. Hình như là vẫn có những cái chiếc tầm khoảng 25 đến 27. Anh có thể báo các bạn online để gửi ảnh cho anh được. Vừa là biển tỉnh, cũng có cả biển Hà Nội. Có tay ga nào tầm 10 triệu đấy à, anh? Vâng, chỉ dùng vừa báo rồi. Jupiter 13.500.000 ạ. Vâng. Hình em thấy có anh em nào đang báo cọc rồi đấy. Rất hợp lý đấy bác ạ. Vì Jupiter FI nó là một trong sản phẩm chạy rất ưng ý ở cái form đời đấy. Dáng nó cũng rất đẹp. Rồi chắc là có lẽ là cũng muộn rồi. Chắc xin phép anh em vào xuống like. Để hẹn vào buổi like ngày hôm sau. Chắc là cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Anh em là chỉ cần quan tâm thôi. Những dòng xe gì anh em cứ đến với Hoàng Kiên. Hoàng Kiên phục vụ anh em đầy đủ về chất lượng, an ninh, pháp lý đầy đủ mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ. Bye bye mọi người.